Hello các bạn, mình giới thiệu các bạn cây lan dendro hồng cẩm xe các bạn ạ. Các bạn thấy không? Dendro hồng cẩm xe mình chiếu gần gần cho các bạn xem này. Các bạn thấy rất đẹp không? Dendro hồng cẩm xe các bạn ạ. Dưới đây cũng có một cây dendro hồng cẩm xe các bạn. Đẹp các bạn thấy không? Xa kia cây là cây dendro chớp tím các bạn ạ. Quay gần lại các bạn thêm. Hồi của nó là các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Họ đẹp nha. Dendro chớp tím các bạn. Quay ở đây là 3 mét đấy các bạn, hai cũng cỡ 2 mét. Mình cho làm bánh xe các bạn. Đây là của các bạn ha. Quay 5 phút nhân dân các bạn ha. Cái dendro hồng cẩm xe này là nó một chậu nó chỉ có 50k thôi các bạn, 50.000 thôi các bạn. Các bạn muốn nhìn hoa, ngắm hoa lan quanh năm thì các bạn cứ mua dendro các bạn nhé. Dendro hồng cẩm xe, dendro thì màu nó đủ loại thôi các bạn. Ở đây có một cái loại dendro blue thì mình cho các bạn xem dendro blue. Dưới gần cho các bạn xem. Dendro hồng blue đó các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ha. Dendro hồng blue các bạn ha. Mình quay bằng cái zoom 255 các bạn ha. Các bạn
được hết cái nét của mấy cây hoa, để có cái đẹp của cái hoa lan đó là mang lên rồi các bạn.